Xin chào các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa bông gòn nhé. Và nguyên liệu cần để có để móc được một bông hoa bông gòn là len màu nâu, màu trắng, kim câu, kim móc đầu 3.0, kéo và một đoạn kẽm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng bằng len màu trắng này. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật lên hai bính và các bạn móc cho mình là 5 mũi kép đơn chung đầu. Các bạn lấy len này, vòng xuống vòng tròn ma thuật, lấy len qua hai chân kim đầu tiên và để nguyên ở trên kim. Lần 1, tiếp theo lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, sau đó các bạn sẽ lấy len qua tất cả các chân trên kim và tiếp tục các bạn lên cho mình là 3 bính, 1, 2, 3. Móc xuống vòng tròn này là một mũi trượt và mình đã được một cánh hoa. Tương tự với cánh hoa thứ hai, các bạn cũng móc giống như cánh hoa đầu tiên, lên hai bính này, móc vào đây là 5 mũi kép đơn chung đầu, 1, 2, 3, 4 và 5, lấy len qua tất cả các chân trên kim, lên 3 bính, móc xuống 1 mũi trượt và mình đã được một cánh hoa thứ hai. Tương tự các bạn móc thêm cho mình 3 cánh nữa, tổng là 5 cánh nhé. Đủ 5 cánh, các bạn sẽ rút dây để thu gọn cái vòng tròn này lại. Kết thúc, các bạn cắt len. Thank you.
mình được một bông mai như thế này. Tiếp theo các bạn sử dụng len màu đen này, làm màu nâu này, cắt ra một đoạn, dùng kim và các bạn sẽ đâm vào giữa cái phần bông hoa này. Tiếp theo là các bạn sẽ quấn vào xung quanh, quấn vào các kẽ của cánh hoa khi cho đủ 5 lần nhé. Mình đã xong phần bông hoa và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần đài hoa nhé. Đài hoa các bạn sử dụng len màu nâu này, tạo một vòng tròn hoa vật, lên một bính, móc ở đây là 10 mũi đơn, 9 và 10. Sau đó các bạn rút dây, móc vào đây là một mũi trượt và kết thúc hàng số 1. Sang hàng số 2, các bạn lên 5 bính này, 1, 2, 3, 4, 5. Quay lại, bỏ chân đầu tiên, móc vào chân thứ 2, là đầu tiên là một mũi trượt. Chân tiếp theo là một mũi nửa kép. Hai chân còn lại, mỗi chân là một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ bỏ một chân, móc vào chân kế tiếp này là một mũi trượt. Và mình đã được một nhánh đài như thế này. Tương tự với các nhánh đài còn lại, các bạn cũng móc như vậy nhé. Đầu tiên là lên 5 bính này, 2, 3, 4, 5. Quay lại, móc vào chân thứ 2 một mũi trượt. Chân tiếp theo là một mũi nửa kép. Hai chân cuối cùng, mỗi chân một mũi kép đơn. Sau đó bỏ một chân, móc vào chân kế tiếp một mũi trượt. Và đây là nhánh thứ 2. Tương tự, các bạn móc thêm 3 nhánh nữa nhé.
Kết thúc, các bạn tắt lên. Và mình đã xong cái phần đài hoa như thế này. Và để đến được cái phần bông hoa và phần đài, các bạn sẽ sử dụng bằng súng bắn keo nhé. Các bạn sẽ dính cái phần bông hoa và phần đài. Và các bạn nhớ là dính so le cánh với đài này nhé. Cánh bông hoa sẽ vào giữa hai cái đài hoa. Các bạn sẽ sử dụng cái phần dây kẽm này luồn vào với phần bông hoa. Các bạn sử dụng cái phần len màu nâu này để quấn vào phần cành. Các bạn cho vào đây một ít keo.
Và mình đã móc xong được một bông hoa bông vàng rồi. Và để làm được một bông hoa, một cành hoa có nhiều bông thì các bạn có thể móc được nhiều bông để tạo thành một cái cành nhé. Và mình đã hướng dẫn các bạn móc xong được một bông hoa bông vàng như thế này. Hy vọng rằng video của mình sẽ giúp các bạn móc được nhiều bông hoa thật đẹp. Nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một nút like, share và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn thành công!